Học cách làm chủ bản thân. Gió lớn không lay chuyển được núi. Muốn giữ vững tâm tính và làm chủ bản thân mình, chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện của Đức Phật dưới đây. Câu chuyện sẽ cho chúng ta một bài học vô cùng sâu sắc. Chuyện kể rằng, một hôm khi đang trên đường hóa duyên, Đức Phật đi ngang qua một ngôi làng. Đột nhiên có một toán người kéo đến tìm Ngài và nói những lời hết sức vô lễ, thậm chí rất xấu xa, bẩn thỉu. Đức Phật chỉ im lặng lắng nghe, sau khi họ nói xong mới ôn tồn nói: "Cảm ơn các vị đã tới tìm tôi, nhưng tôi đang có việc phải đi ngay. Người dân làng bên còn đang đợi tôi phải đến đó đã. Ngày mai sau khi xong việc, tôi sẽ có đủ thời gian. Lúc đó, nếu như các vị còn điều gì muốn nói với tôi, thì chúng ta sẽ gặp lại nhau, được không?" Sau khi nghe xong Đức Phật nói, thì toán người không tin nổi vào tai mình. Họ đồng loạt kinh ngạc, chuyện gì đã xảy ra với người này vậy? Một người trong số đó liền hỏi Đức Phật: "Chẳng lẽ ông không nghe thấy chúng tôi nói gì sao? Chúng tôi nói ông không ra gì, vậy mà ông lại không phản ứng gì hết." Đức Phật nói: "Nếu các vị muốn tôi phản ứng lại thì đã quá muộn rồi. Các vị hãy quay về 10 năm trước thì mới thấy được tôi phản ứng. Nhưng 10 năm nay tôi đã không còn bị người khác điều khiển. Tôi không còn là một nô lệ nữa. Tôi là chủ của bản thân mình. Tôi chỉ dựa vào việc mình cần làm gì, chứ không còn chạy theo phản ứng với người khác. Thật vậy, chỉ cần là đang làm việc mà bản thân cần làm. Nếu như có người tức giận hay sỉ nhục bạn, thì đó chẳng qua là vấn đề của anh ta. Bởi vì muốn nói thế nào, muốn ra làm sao, thì đó là đạo đức, là phẩm chất của anh ta. Bạn có thể làm được gì sao? Chính bởi vậy, trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhất định sẽ phải gặp những chuyện trái ý hoặc nhận được những lời lẽ khó nghe. Trước những mâu thuẫn, phản ứng của bạn chính là tấm gương phản chiếu nội tâm bên trong con người bạn. Có những người cứ luôn bị ngoại cảnh chi phối mà không sao làm chủ được mình. Tâm như ngọn cỏ đầu tường, hễ gió thổi về tây thì ngả về tây, gió thổi về đông thì lập tức ngả về đông. Do đó, khi họ phải đối mặt với mâu thuẫn hoặc khi bị sỉ nhục thì không thể giữ được bình tĩnh và lập tức tranh đấu với đối phương. Hành động của đối phương sẽ quyết định phản ứng của họ. Họ đã vô tình trở thành nô lệ của người khác. Nhưng để có thể bất động trước ngoại cảnh và làm chủ bản thân là cả một quá trình tu dưỡng lâu dài, không tự nhiên mà có được. Nếu như bạn có ý thức rèn giũa bản thân, học cách khoan dung, nhẫn nại, luôn suy nghĩ tích cực và thiện tâm với người khác, thì nhất định sẽ có một ngày bạn sẽ làm được. Tất cả những biểu hiện cảm xúc vui, buồn, giận dữ của đối phương không phải là của bạn, và bạn sẽ không bị họ điều khiển. Cho dù họ tức giận và đổ lỗi cho bạn, hãy giữ thái độ tử bi. Như thế, bạn đã làm chủ được bản thân thay vì làm nô lệ cho cảm xúc của người khác. Sống như thế chẳng phải tốt hơn sao? Khi ấy tâm của bạn không là ngọn cỏ, gió vừa thổi tới đã vội vàng lay động, mà tâm của bạn sẽ vững chãi như ngọn núi kia. Dù là ngọn gió nào cũng không thể lay chuyển được. Câu châm ngôn giúp bạn cân bằng cuộc sống. Hãy nhớ luôn mang theo mình. 1.
Tâm chính là nguồn gốc của sự an vui và cũng là nơi tạo ra sự đau khổ. Thân, khẩu, ý, do một cái tâm chứa đầy những điều xấu xa thì chỉ mang đến đau khổ. Ngược lại, những hành động, suy nghĩ, lời nói mà xuất phát từ một cái tâm thiện lành thì sẽ mang đến những điều phúc lạc. 2. Sức khỏe chính là tài sản lớn nhất của đời người. Sự giàu có lớn nhất chính là sự thỏa mãn. Thắng lợi lớn nhất chính là không tức giận. Thành tựu lớn nhất chính là dù ở đâu, khi nào cũng đều cảm thấy ung dung tự tại. 3. Hầu hết mọi người đều cho rằng nếu ai giàu có và nổi tiếng đồng nghĩa với sự vui vẻ. Nhưng thực ra, nếu trong cái tâm của bạn có niềm vui thì bạn sẽ không màng đến danh lợi. Còn nếu trong bạn luôn cảm thấy buồn rầu thì dù nắm trong tay sự giàu có và nổi tiếng, điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì với bạn cả. 4. Mỗi một loại thuốc tốt trên đời này chỉ có thể chữa một loại bệnh. Còn tâm linh, trí tuệ và lòng từ bi thì có thể chữa hết được tất cả mọi loại đau khổ trên đời. 5. Ai cũng mong muốn được sống tự chủ, nhưng khi bị đả kích bởi người khác thì lại trở nên nổi nóng. Khi đó bạn đang trao quyền tự chủ của mình cho người khác. Rồi một ngày nào đó, người khác sẽ làm chủ tâm của bạn. Vì thế, khi muốn sống tự chủ, trước tiên hãy làm chủ tâm trí của mình trước. 6. Chúng ta vẫn hay than rằng mình không thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng thực ra, chỉ cần bạn có thể giữ tâm mình bất động, không quá tham lam đi tìm những điều viển vông vì dục vọng, thì tuyệt nhiên bạn sẽ cảm thấy thanh thản từ chính con tim mình. 7. Khi trong lòng bạn ngập tràn yên vui thì đi đến đâu cũng sẽ là những điều hoan hỉ. Khi trong tâm tràn đầy trí huệ thì một cành hoa hay ngọn cỏ cũng sẽ khiến bạn thấy được chân lý. 8. Thế giới mà bạn đang nhìn thấy chỉ là phản ứng của nội tâm. Trong lúc tâm trạng cởi mở, nhìn thấy ai cũng sẽ là bạn bè, thân thiết. Còn khi đang buồn bực, đi đâu cũng chỉ thấy những khuôn mặt đáng ghét. 9. Nếu bạn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phán xét, thế giới này chỉ toàn những người có khiếm khuyết. Nhìn bằng đôi mắt kiêu ngạo, thế giới này chỉ toàn những người thấp hèn và ngu ngốc. Nhìn bằng đôi mắt trí tuệ, bạn sẽ phát hiện ra rằng mỗi người bạn gặp đều có những điểm đáng để bạn học hỏi và tôn trọng. 10. Người có trí tuệ khi ở một mình sẽ quản thúc tốt tâm của mình và coi đó là cơ hội để tự kiểm điểm bản thân. Còn khi tiếp xúc với người khác, họ sẽ quản tốt cái miệng của mình và coi đó là cơ hội để khiêm tốn học hỏi. 11. Người tự nhận mình là kẻ ngốc thực ra không phải là ngốc. Những kẻ luôn tự nhận mình thông minh mới thực sự là ngốc. 12. Những người bạn gặp hàng ngày đều là những người thầy của bạn. Người thông thái dạy đạo lý từ bi, người ngang ngược dạy bạn đạo lý nhẫn nhục. 13. Vạn vật trên thế gian này đều là có sự liên quan với nhau, bởi vạn vật trong vũ trụ đều là nhất thể. Khi bạn làm những điều tốt đẹp chính là làm việc tốt cho bạn. Nếu bạn làm việc xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bạn. Chẳng hạn, việc bạn trồng rừng sẽ mang đến không khí trong lành, chặt phá rừng sẽ dẫn đến nhiều thiên tai. 14. Nếu như bạn muốn vui vẻ, đừng đem niềm vui của mình đặt vào những thứ phù phiếm bề ngoài. 15. Nếu việc gì có thể giải quyết,
bạn không cần nghĩ quá nhiều cách. Nếu như vấn đề không thể giải quyết được, thì bạn có nghĩ bao nhiêu cũng không thể giải quyết được gì.